thi thể bé Hậu Nam khi đưa lên mặt đất vẫn còn nguyên vẹn. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khẳng định thi thể bé trai lọt vào trụ bê tông được đưa lên mặt đất trong tình trạng nguyên vẹn. Lúc 1 giờ 20 phút ngày 20 tháng 1, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã hoàn tất việc đưa thi thể bé Thái Lý Hậu Nam, sinh năm 2012, ngụ tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lên mặt đất. Khi tiếp cận trụ bê tông cuối cùng nơi bé Hậu Nam bị kẹt, lực lượng cứu hộ cứu nạn phải đeo dưỡng khí để xuống độ sâu hơn 25 mét trong lòng ống sắt bao quanh trụ bê tông và dùng các thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể lên. Tuy nhiên, ống vách nhỏ hẹp, thao tác khó khăn, phải mất gần 2 giờ, từng nhóm hai người lên xuống nhiều lượt mới đưa thi thể bé Hậu Nam lên mặt đất. Công tác pháp y được tiến hành ngay tại hiện trường và xác định được nguyên nhân tử vong của cháu bé. Ông Đoàn Tấn Bửu thông tin, theo kết quả của cơ quan điều tra và pháp y tại hiện trường, nhận định sơ bộ ban đầu là cháu bé bị đa chấn thương do va chạm vào thành vách cứng và rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong. Ngoài ra, ông Bửu còn cho biết việc cứu hộ diễn ra trong thời gian dài, nhưng cuối cùng đã đưa được thi thể bé trai lên mặt đất trong tình trạng nguyên vẹn. Trong điều kiện có đất bao quanh xung quanh trong lòng ống kính, áp lực nước và môi trường yếm khí nên quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn so với bình thường. Do đó, thi thể bé Hậu Nam vẫn còn nguyên vẹn khi đưa lên. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, chiếc xe đưa quan tài bé Hậu Nam về đến nhà cách hiện trường gần 1 km. Đón con trai trong đêm tối trở về, ông Thái Văn Tấn Tài, cha bé Hậu Nam đội nón che mái đầu đã xuống tóc và đôi mắt thất thần cứ đăm đăm nhìn vào chiếc quan tài. Cạnh đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, mẹ của Hậu Nam, ngồi cạnh những người thân mà khóc ngất. Tấm di ảnh lúc 3-4 tuổi được phóng lớn và đặt ngay ngắn trên chiếc bàn học nhỏ lúc Nam còn sống, khói hương bay trong căn nhà nhỏ của Nam. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.